Hello, chào cả nhà, ngoại chào các cháu. Ngoại sẽ kể câu chuyện này. Xa xưa lâu lắm rồi, hồi 1962 lận, 62, 63, là cái vùng mà bên quận Tư, bên Cù Lao á ha, là nhà nào cũng đang giỏ sách với mấy cái giỏ bình nước trà đó, mấy cái giỏ bình trà đó, nhà nào cũng đang bằng dây ni lông á. Thì đem vô qua có hai bà, một bà thì tên Mỹ với một bà tên Thọ, là hai bà đó là chủ, là mình đang giao giỏ bình đó. Mà con biết không, người Bắc mà keo kiệt ta, cái mà khổ ở ngoài người ta vô người ta cần kiệm, con biết không, ta xài đồng tiền đúng chỗ mà bà keo lắm. Con biết nhiều khi mà bà ở qua nhà mình, bà lấy giờ bình mà gấp quá phải không, bà lấy đi về bà giao á, bà thấy nhà mình có đồ ăn bà xin á, bà giàu tỷ, nếu mà so theo bây giờ thì bà là tỷ phú á, không biết, mà keo kiệt lắm. Sáng 6 giờ nấu cơm ăn à, rồi trưa ăn thôi chứ còn không có ăn quà giặt gì như mình đâu. Cái con biết cái rằm tháng 7 nè, có ở cái ở đó, tại vì người Bắc người ta qua là ta ở chung hết trơn. Cái bà Mỹ và Thọ này là chẳng qua là vô mới mua dân, mới vô sau mới mua nhà để sản xuất, không biết không. Mà cái bà Thọ này bả là cách mạng, bả hồi đó thời điểm bả vô bả nằm vùng, không biết không đó. Cho nên đó hả, bà xài cái gì cần kiệm lắm. Cái rằm tháng 7 người ta cúng à, ta đốt với tiền vàng bạc á. Đốt làm sao mà cái bà sẩm nó bà ngủ quên đi. Mà trưa nha con chứ không phải tối đâu. Hẻm thì nhỏ. Cháy. Cháy sao mà nó bắt nó cháy. Nó cháy qua luồn qua cái chỗ mà đắp giá vỏ xe đó. Nó phát quả nó cháy luồn 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 cháy như cái ruột ngựa vậy, cháy bả trên gác bả đâu có biết đâu, bả lo bả cái chất chất mấy cái vỏ mấy cái ấm trà đó, bả chất bả xuống được, bả bị cháy bức cầu thang luôn. Bức cầu thang thì thay vì cửa kiến, bả đứng trên gác cửa kiến bả tông đại cửa kiến bả nhảy ra đi ha, không bả lần quần trển thôi. Bà bị bệnh tim á, bà xỉu, bà chết ngạt. Bà chết ngạt thì cháy tấp tới tấp là bà bị chết cháy luôn. Đầu tiên cũng như bà bị chết ngạt, rồi cháy là bà bị thiêu luôn. Con biết không, bà còn có cái sọ không? Tội hết sức cháy bà còn có sọ. Con biết hồi xưa thì có cái bà thuốc bắt mà bán thuốc cho trẻ mà thuốc ban, bà thầy số 4 mà qua qua bên Nguyễn Chân hỏi bà thầy số 4 đâu là người ta đều biết hết trơn luôn đó. Thì con biết ha, trái nó rạp xuống hết trống lỏng đó, trống lỏng. Tiền bạc của bà Thọ biết là bao nhiêu, ở mấy lối xóm mà ta nằm mơ ta giờ thấy bà về bà xót của, con biết không, bà mò mẫm bà kiếm cái hồn cái vía của bà đó. Bà về bà mò mẫm bà kiếm, bà khóc kệ, bà nói tiền của tôi đâu, tiền của tôi đâu, bà khóc bà kể vậy. Mà ta nói nghe khóc kể nửa đêm vậy thì á hả, người ta nhìn ta tưởng là mấy người mà ta đi moi rác, con biết không, cháy đó rồi hả, một tuần lễ mà mày đợi cho nó không còn nóng nữa đó. Cái vụ mấy cái cây mà sắt thép gì mà cái nhà của người ta không biết mà cháy vậy nè, cả tuần lễ vậy nè, mày vẫn lợi chỗ đó cũng vẫn còn nóng luôn đó. Con biết cái thằng Hải à, con của bà Tấm Đồn ở Cù Lao á, nó lúc đó nó còn sống, thời điểm nó còn sống, nó lợi nó tưởng là nguội rồi, con biết không, nó vô nó kia nó lượm nó hả, nó gặp người ta bị cháy chết cháy, con biết, nó đi nó đâu, nó thấy cái sọ nó đá sọ, tại nó vẫn chơi mà đá sọ bắt cái chân nó sưng lên bự lên luôn. Con biết nó về cái hả, má nó hỏi nó làm sao vậy, nó không biết làm sao đâu, ngủ nửa đêm cái chân nó sưng lên vậy đó. Mà
thằng Hải nó bằng tuổi cậu hai vậy đó, nó tuổi tuổi Thìn đó, năm nay nó bảy mấy tuổi đó. Một con biết ha, thời đó nó nhiêu, nó mới có 9-10 tuổi à đó. Nó hả, ngồi chỗ cái má nó thấy vậy, má nó mới dẫn nó đi khoáng. Đi khoáng cái ông đó ông thấy chúng coi nó không có được, này không có khoáng được. Nó hả, nó ghẹo người ta quở, nó về có nước cúng thôi chứ không có khoáng. Hỏi nó mày ghẹo ai vậy mày nói đi. Nó suy nghĩ hoài, nó nói à hôm nọ con có đi qua bên Nguyễn Cái Chân á, nhà trái con ngồi bán, con đi lượm đồ sắt đồ về bán vậy phải không, rồi con thấy cái sọ con đi con đá đó. Rồi con biết giái má nó giái không biết dạ bà mười cốt con nhập vô bả. Hồi đó bên Cù Lao mình có bà đó là bà mười đó, bả như bả làm thầy vậy không biết không? Nhập vô bả khóc bả kể quá, ôm đầu bả khóc bả kể, bả nói là đá bả này nọ giờ bà chết rồi còn đá khổ sở vậy, đá mùi lăn mùi lóc luôn. Bây giờ đầu nơi xương sụ sẩu ngã đó, cái biết ma má nó nói giờ biết cái đâu mà tìm đem để lại, con hiểu không? Bây giờ ví dụ cái sọ của người ta với cái xương của người ta đó, giờ nó đá biết cái đâu giờ tìm. Trời ơi, bà tấm lùng bà giái bà lại quá trời, bà sợ bắt con bà khóc quá trời. Bà nói thôi giờ á hả, cũng hủy xả cho cháu đi, nó còn nhỏ nó lỡ dại nó không biết đó. Cái con biết người ta qua bên đó đó, bả mà qua bả kể cái sớm đó người ta nghe. Tôi nói trời ơi bà thọ tội nghiệp bả lắm, hồi đó bả còn sống bà keo kiệt quá, bây giờ bả hả bả chết rồi đêm nào cũng về cũng nghe bả khóc hết trơn con đó. Cái sau này con biết làm sao không? Mình không biết phải không, người ta nói tao nói bả hả, bả chết rồi không ai mà lúc đó là quan tàng là cái thời điểm của bà Nhu mà con biết không, bả để cho trái luôn là ông bả đuổi đi mà đó. Thế con biết người ta nói hả, chó nó đái vô ngay chỗ mấy cái đống xương đó, thì ngay chỗ đó chỉ có chó rồi nó vô nó ỉa bậy bạ vậy nè, nó đái thôi đó. Cái hả, bả đái rồi ngay cái sọ bả, sao bả giống như bả bị thành quỷ vậy đó con. Bả về đêm nào bả khóc bả kể cho đã rồi người ta nghe, ta nghe cái hả, ta ra người ta thả chó rồi chạy ra thấy cái vía thấy bả bay không, bả xẹt vậy nè. Cái người ta mới nói, ta nói thôi bây giờ á hả biết bả nhưng mà không có biết bả hả, biết tên họ luôn đó, nhưng mà ta đâu có biết ngày sanh thôi, giờ ta giấy tên họ bả gì đó ta đem vô chùa ta gửi, chứ bây giờ đâu có biết ở đâu giờ đó. Thì người ta đem hồi xưa không biết đem đâu không, đem vô lên lăng ông bà chịu mà phía bên hông cửa chánh của ông rồi phía bên như vậy nè đó, ta gửi cái hũ cốt á. Mà con biết thời điểm hồi đó đâu có hũ cốt đâu con, người ta xây xi măng vậy nè, vuông dứt vậy người ta để vậy đó, giống như cái học người ta rinh ta để, sau này mới có vụ thiêu mới có hũ cốt rồi chứ đó đâu có đâu đó. Mà con biết hả, chừng sau này mà làm lại phân lô cất nhà là con biết không, cất nhà là những người mới ở không cho mấy người cũ người ta đi hết rồi. Cũng như chẳng hạn như nhà trái này ta cấp nhà cho quả hoạn, nhà cái già dạng mà lô quả hoạn không biết không, thì theo cái giải lô quả hoạn rồi cất cái đó ngăn lô lại bán cho người mới. Ta vô đó ta nói ta ở gặp ma quá trời luôn, tại vì đó ta chết trái mà đó. Con nhỏ nó nói hả, nó bán bánh ít mà sáng nó hấp bánh ít nó để vậy đó, có ma mới vậy thôi chứ mình à, ông nội mình sao. Nó nói mà con biết nó nhà nó ở đó đó, mới dở cái nồi bánh ít giờ thò tay bốc bánh ít nóng vậy nè, bốc vậy nè túm áo gom chạy, nó tưởng là nó rượt theo chạy ra thấy mất hút. Cái vừa nó kể cho mấy người này nghe, nó nói trời ơi, sao mà có tật mà chạy nhanh quá à?
chạy tôi rượt theo, mà tôi chạy tay không tôi quản, tôi chạy vô tôi xách cái cây củi chạy ra mất tiêu. Mấy người ta nói, ta nói mới chẳng hạn như trái cái sớm đó còn cái giải hôm nay thì chưa có trái rồi bị coi cái đường coi mấy không, cái đường trái cái khu này còn cái khu bên cái đường hẻm số 4 có cái lộ đâu có bắt qua được, người ta đập hết luôn đó. Đó, nó nói hả, trời ơi, bánh ít mình hấp rồi trên lò mình đậy lại vậy, dở ra thò tay bóc cái người ta nói nó sao nó phải cúng, không biết mỗi lần mà nó nấu chín rồi đó nó phải để dĩa nó cúng đó. Còn á hả, trời mưa vậy nè, mưa lâm râm á, đi vô gõ cửa nghe tiếng gõ cửa hoài à. Nó ra mở cửa ra nhìn thấy ai, mấy cái nhà đó thấy ai đó. Rồi cái có cái bà đó, bả người qua mà như nhà bả không cái dạng không phải trái, ta sợ trái ta giật sập rồi ta dậy dựng lại cho bả, con biết không, dựng lại cho bả, nó vô xin cơm ăn. Nói bà ơi bà đói khát quá, bà cho cơm nước ăn đi bà. Mở cửa ra thấy cục giò đi cà thọt cầm cái ná cái nạn đó, cầm cái nạn đi chỏi chỏi vậy đi xin. Bà vừa mà thấy bà xách chỏi bà rượt chạy, bà nói hả, chạy băng qua mà cái con lộ băng qua chạy mất tiêu luôn đó. Còn cái bà thầy số 4 á, bà thì chung bán thuốc ban cho nít con biết không, ẩm lại nói bà ơi con nửa đêm nó đau quá, giờ bà ơn bà cứu giùm bà bán thuốc cho con uống. Bà nói bà già bà đâu có thấy đường đâu, bây giờ muốn gì thì sáng là bà mới bán, chứ giờ bà đâu có thấy đường đâu, bà lấy thuốc bà bán, đứng gõ cửa hoài kêu. Bà vừa ra, bà vừa ra bà hí hí cửa, mà con biết hồi xưa cửa bằng cây không chứ đâu phải như giờ mình. Bà mở cửa két, bà mở vừa mở cửa ra, bà dòm thì bà không thấy ai, bà vừa kéo cửa vô là kêu nữa. Bà ra, bà mở cửa ra bà nói, ma quỷ gì mà giờ này mà kêu cửa hoài vậy đó. Lấy hốt cát đá này chọi bà liền vô bà. Bà đóng cửa lại. Bà nói trời ơi, ở đó giúp bà sợ luôn. Sau này bà bán, bà mới về cầu chú y, bà ở, bà mới mở con bà mà tiệm thuốc, ông ba áo trắng tiệm thuốc con biết không? Yeah. Ông ba áo trắng mà văn cầm rồi đó là bán thuốc nam rồi đó, bà ở bên số 4 mà bán đó. Nếu con biết trời ơi chết cháy tò thấy đen thù lùi, nhiều người thì nhát không có đầu, nhiều người thì thấy cái đầu á đi ra thấy cái đầu lăn 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 lăn, ta đi đường á thấy cái đầu lăn 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 mà đen thù lùi chết cháy mà nó sao không biết. Một nhóm người ta nó đi về miệt rạch đĩa cây khô rồi mua nhà nó ở nó làm lại nó đổi nghề, thì đó nó cũng đi chuyên môn nó đi đẩy dừa nó bán không biết không. Có cái thằng đó không biết nó mua cái miếng đất đó là cái cuộc đất nó không biết sao không biết mà hả ở với vợ nó về dưới con biết nó mua vịt, nó nuôi vịt đẻ không đó, nuôi vịt đẻ rồi con biết nó bắt bà chằn á với cua đồng á nó bầm cho vịt nó ăn, mà cưới cô vợ đầu tiên đó ha thì lớn hơn chú đó 3 tuổi, ở cũng được 9-10 năm vậy đó, không biết lý do làm sao vừa chặt cái bồng á lôi về dọc đường bị sét đánh chết đó. Rồi thêm một con vợ thứ hai nữa, cưới vợ thứ hai nữa cũng cưới đàng hoàng nha, tại khá giả mà cưới hỏi về á hả, cô vợ cũng vậy nữa, đi đâu á con biết mà từ ở ngay chỗ cái cua mà khỏi Dương Bá Trạc chút xíu rồi mới kêu vợ nó xách ghe mà ghe máy không biết không, đi rước về, thì từ ở dưới cây khô đi rước về
đi xuống dưới ghe rước về, mưa đang đi gì nữa, trời đường là mưa, mưa không biết làm sao, sét đánh, sét đánh mà theo mấy người đó người ta nói là tại vì có cái máy chạy đó, máy ghe chạy đó, sét sợ đó, cái đó bằng sắt nó dẫn mà. Vợ ngồi nó chết ngồi luôn mà cũng biết nám, nám nửa bên người luôn, nám đen luôn, chết tại chỗ chứ không có chối chăn gì hết trơn. Là cũng bị trời đánh luôn. Cũng bị trời đánh luôn. Hai người vợ đều bị trời đánh hết đó. Hai người vợ bị trời đánh, người thứ ba cũng bị luôn. Đó. Người thứ ba con biết không? À, cái cô này thì ở dưới xóm đó dưới luôn. Đó. Cái tại vì có của mà ai tao cũng muốn nhào vô mà không có con. Đó. Cái con biết hả, ở lối xóm cái cô vợ này thì không có cưới. Đó, cũng về ở thôi. Rồi cái đang trời đang mưa vậy, đang ngồi lỡ rồi vớt mấy con cua đồng với mấy bà chằn á. Nếu mà con không bầm á thì nó bò đi hết đi. Ngồi người ta nghỉ ở trong nhà người ta thôi. Cửa sau á đang bầm, không biết sét đánh sao mà hả, chúng trái nám hết chết rồi. Cái có cái ông đó cũng kêu qua ông cả, mà ông già lớn tuổi lắm mà bới cái đầu nhỏ xíu bằng ngón chân cái này vậy nè, mà lúc nào cũng quấn cái khăn vậy nè. Ông vô, ông nói trời ơi, bay ở đây không biết cái cuộc đất này sao mà kỳ cục vậy. Trời, một người hồi nào giờ tạo thiên lập địa mới thấy người nào mà xui rủi lắm mà bị trời đánh. Còn vợ mày ba lần mày bị trời đánh ba lần rồi chết hết là sao? Đâu thử mày đi coi thử cái cuộc đất này coi làm sao vậy. Con biết cha cậu, con nói sao, con nói kệ mẹ, nó khỏi coi gì hết trơn. Tới số chết, không có coi gì hết. Đó. Sau này cưới cô này hả, bằng chân á sáu ngón, bằng chân hai bàn sáu ngón, bằng tay cũng vậy luôn. Ổng nó kệ cưới lạ vậy đó, về không chừng ở đời. Rồi con biết ở thời gian á thấy cô này á có bầu rồi á, lâu quá ngoại không có đi chở đồ á, mình đâu có ghe nó đâu đi chở đồ, chứ thôi ngày nào đi chở dưới chở đi ngang á, kêu vô nhà chơi, vô nhà uống nước, với lại hả nhiều khi có hột vịt đẻ là nó cho ngoại nữa đó. Mà nó cũng dễ thương, hồi xưa nó ở cái cua ngay chỗ cù lao mình nè, con biết ở đó. Rồi má nó nha, nhà nó ở bên số 4, rồi má nó nhà trái nó kêu thôi má nó về ở với nó đi, giờ nó ở với cái xẻo bên cù lao mình đó. Rồi chừng làm cầu sắt nè, lúc cầu cù lao có bắt cái cầu á mới là giải tỏ một mớ, mới về cây khô, về cây khô mới mua nhà đó, về cây khô mới mua nhà, mới là về với ở nuôi vịt đẻ đồ. Nhiều khi ngoại đi chở mà nước ròng không biết ghe mà đâu có kéo được, nó kêu thôi chị Năm để tụi nó giữ đi, đi lên bờ đi, lên bờ ăn cơm ăn nước đồ. Rồi có khi nó cho hột vịt đẻ cho ngoại nữa. Rồi sau này không biết lấy cái con nhỏ có tật đó, không biết có ở đời không biết. Ba con vợ hả chết mà con biết chôn ở ngoài sau nhà luôn. Đó. Thì ở đó cũng gần đất thánh đó, con biết đâu có xa xôi gì đâu. Hồi xưa đâu phải mà chết rồi hả có chỗ người ta cho chôn, có cho phép mới chôn được. Chết là chôn, chết chôn, miễn có giấy khai tử là được rồi. Đó. Con biết hả, sau này á cái ông thầy đó ông coi, ông mới nói, ông nói hồi đó đó cái miếng đất này nè, cái sông á người ta lấp, cái rạch người ta lấp thôi chứ không phải là miếng đất, cho nên á người ta lấp đài rồi người ta không có tiền á, nhưng người ta lấp xong người ta đất người ta đắp lên, con biết không, đắp lên thành cái nền. Nói chuyện mình nghe thì cái vô lý ha. Nói hả, cái bà này nè, bả cùi gia đình, bả cùi hết luôn.
cho nên bà mới xuống chiếc ghe bà ở. Là chiếc ghe bà đẩy vô cái rạch mà nó lấp nền lên đúng không, biết không? Ở đó đó, cùi hủi rồi ăn uống vậy đó. Riết rồi hả, không ai ngó ngàng tới, gặp gì cũng ăn, gặp cái con gì cũng bắt về ăn. Rồi riết vậy, cùi hủi chứ còn mọc nanh mọc vuốt giống như bà chằn vậy, con biết không? Rồi sao chết đó, rủ xương luôn ở trong chiếc ghe đó luôn. Rồi lâu người ta đâu có biết đâu, ta thấy cái rạch gì ta mới lắp lại, ta làm cái nền, ta khẩn quan ta làm cái nền rồi mới bán cái đất lại cho cậu này đó. Rồi nhiều khi mà mấy cái dông đó, đó nhà hợp với vợ nhập vô rồi đánh người đó chúng vợ chết luôn đó. Thì cái ông già đó, ông già lắm, ổng 100+ tuổi luôn á. Thì ổng, con biết ổng có cái cây gậy mà ổng làm bằng cái cây mây mà ổng cưa, ổng làm có mấy cái mắt, cái đầu giống như con nai vậy đó. Mà con biết ổng coi với lại con nít đó ha, ổng lại ổng thấy con nít mà đứa nào mà khó nuôi ổng kêu xỏ lỗ tai, ổng xỏ, ổng tự xỏ luôn. Rồi á hả, đứa nào mà mấy ổng về ổng làm dây niệt là ổng cho đeo đó, con biết. Rồi sao hả, cái gì đâu mà chết vậy đó. Rồi ổng mới nói thôi để hả, ổng về ổng coi. Rồi ổng làm mấy cái con ốc, con biết, bởi vì sau này nhà mình nó ưa làm mấy con ốc bu á. Ổng xỏ sâu, ổng cột khoanh vậy, ổng máng nhà cửa nhà trước, cửa nhà sau máng hết. Với mấy cái trình bắc thảo mà con có biết không, mấy cái trình bắc thảo nhỏ nhỏ vậy nè đó. Giờ ổng biết ổng bỏ cái gì vô không biết. Giờ ổng bịch cái mấy viên giấy đỏ là ổng treo. Đó là cái câu chuyện nó vậy đó, ngoại kể vậy đó. Xin tạm biệt nha, chào các cháu, chào gia đình.